Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì có một số bạn ở trong nông trại cũng xin phép ở nhà để dọn dẹp nhà cửa này. Một số bạn thì đi theo đám ma của hàng xóm cái gì đấy. Còn Gareka thì đang đi lên trên tỉnh Huy để gọi là đàm phán với bố vợ ấy. Thì ở nông trại bây giờ cũng khá là ít người nên là ngày hôm nay mình cũng cho các bạn ấy tạm dừng cái công việc đào hồ để đi nhổ cỏ xung quanh vườn đấy mọi người. Với cả là ngày hôm nay thì nhà mình có cái ý định là sẽ thu hoạch cái gừng mà mình trồng ở bên kia kìa. Đấy. Được một cái luống gừng đấy thôi, thu hoạch để mình lấy giống và mình trồng ra những cái chỗ khác ấy mọi người. Gừng thì hiện tại là cũng khá là già đấy. Mimi. Xin chào mọi người. Cà rốt nhà mình thì bây giờ nó cũng khá là to rồi mọi người này. Đấy. Củ nó nhìn cũng khá là đẹp đấy. Em thấy cái đợt này hình như là củ to hơn đợt trước đấy ạ. To hơn không? To hơn nhiều ạ. Cũng là một cái loài giống đấy mà. Dạ, mới được tầm 2 tháng mà củ như thế này đây này. Nhìn này, củ nào củ này to chứ này. Đấy, hầu như là những cái cây nào mà nó vượt được rồi ấy, thì nó sẽ to hơn. Với cả là cái đợt này nhà mình trồng sứa thì cái củ cà rốt nó cũng to hơn, nó có chất đấy. Rồi có mấy củ to chứ này. Chỗ này là cái chỗ mà bị con chuột chuỗi ăn mất rồi mọi người này. Đấy. Nó ăn một lần mà ăn 4 củ luôn. Nó đào một cái hang sâu cho anh. Nó tài chưa? Đào mà đào tới ngay cái chỗ có điểm có cái củ này rồi nó ăn luôn đấy. Nó ăn sạch sẽ luôn nhỉ? Chắc nó ngọt thôi. Ở bên kia thì các bạn hiện tại đang nhổ cỏ những cái luống rau nha. Mình đã ở trong này, chỗ trong tỏi với cả trong su hào ấy, anh với cả kiểu ấy. Em nhổ thử một củ. Đang non mà nhổ gì? Thử một củ xem là như thế nào. Củ đẹp chưa này? Bữa nay lên như thế này là đẹp rồi đấy nhỉ. Củ to rồi chứ, mình trồng được mấy tháng rồi nhỉ? Mới được hơn 2 tháng ạ. Đấy, củ nhà mình này mọi người. Bằng cái cành rau nhỏ ấy. Anton. Antonio. Hola, chào mừng ạ, chào lan cho em. Cái con chuột chùi đó á, nó đào khắp nơi luôn. Antonio về. Tu pê rồi. Eli come. Ahora como vai matar dele. É, mas eu sou bem irmã. Ama? Faz já. Tá bom. Olá buraco. Posso que nós esperar cavar primeiro? Vou meter uma dele. Cavar ou será que cenoura? Não, não, não está cá. Ah? Não sabia, irmão, não cava muito, não será muito. Mas ele vai fugir do outro lado? Sim, ele fugiu do outro lado. É só começar a cavar, deixar buraco assim, ele entrar vento, ele fugir. Aí? Ah, é? Sim. Porque ele, assim, batata aqui tem, ele vi, porque ele gosta muito de batata. Ah. Aí ontem, antes ontem cavar também tem muito buraco. Muito buraco? Sim, ele, porque ele gosta muito de batata doce. Ah. E como ele também cenoura doce, também ele gosta muito. Vê, cenoura do noite só 2 meses, mas já saiu bem. Sim, já foi muito bom. Agora eu quero saber que na atrás do casa, né? Que ele é novo. Novo, né? Eu quero fazer também mais mubanga, de planta cebola, planta cenoura. Bom. É. Yeah. Năm nay thì cũng giống như năm ngoái là nhà mình trồng cà rốt xong là cũng bị cái con chuột này nó tấn công rất là nhiều luôn. À lưu sụp biểu bên Anton. À cái tên phần tặng đấy. Cái phần. Cái sự sai, cái sự sai. Mà nó phá lẽ mùi tu. Nó phá lẽ mùi. Do là tìm một số băng cà sao, phá lẽ. Você sabe que agora não tem nenhum tipo de que de tirar isso. Agora sempre subiu. Sim, porque quando cavar, deixar aquele babo dele em terra, não apanhar. Sim. Ele quando meter água, sempre ele germinar. Agora eu quero ter que apanhar tudo. Outro dia, tem que tirar tudo. Sim. Hoje vamos tirar coisa. Aquele gengibre. Yeah. Sim. E cuidado, senta lá. Agora gengibre não tirar, depois sabe fazer o quê? Fazer mais outro mubanga, né? Sim. Depois... Continua a planta. Porque gengibre aqui cai no mesmo. Ah, é. Agora também aquele outro tipo de gengibre. Não sei mesmo. Qual é gengibre? Ah, aquele tipo... Safrão. Safrão. É. Já não tem muito. Só fica pouco. Depois eu compro mais. Vem planta. Assim, isso de você não passar lá em casa? Não, não passar.
Ngày hôm qua em thu hoạch xong cả một ít cái cải dưa ở phía bên này này. Thế xong bạn Anthony cũng xin về để gửi về cho con này. À. Bên này là có mấy cái luống mà đợt trước mình trồng cải, đâu phải cải mua dưa đâu. Cải mèo rồi thì cải Hồng Kông á mọi người. Phía bên này này, có ba cái luống này. Nhưng mà nó lên kiểu nó không lên tốt ấy, thì nhà mình cũng tiến hành nhổ rồi. Nhổ với cả là để mà mình làm luống mình trồng cái lửa khác vào đấy. Hôm qua em cũng chia đều cho các bạn để các bạn cầm về nhà đấy. Ừ. Ăn tôn nhiều. Sao vậy kì? Ôi lại, em lấy mò rêu. Ừ. Nada, ra mò rêu, ra podre. Thế á, tỏi chết dạ. Nó ra. Nó chết, nó bẩy luôn anh. À. Này. Đâu, nó nhìn củ đang con này mà. Không, cái trên bẩy hết ruột đấy. Rồi ruột ra đấy. Này. Ừ. Đây này, cái củ tỏi này, cái nhánh tỏi á. Giờ nó mọc tròn như thế này là bữa sau nó chia củ ra đấy. Ừ. Vamos a tirar gengibre. Recoler seto ensada. Ya. También que le garfo. Vamos. Ya. Ya, vamos. Bây giờ thì nhà mình sẽ đi thu hoạch gừng nha mọi người. Đấy. Chiquito. Amanhã começa a fazer coisa. Mete barro lá em cima de casa. Para zingar, já. Tá bem, chefe. Vai preciso o quê? Para eu depois comprar? Comprar prego e depois comprar que? Aro para amarrar que? Para amarrar o barro. Amanhã traz é fio. Sim, isso é fio. Fio, né? Sim, também prego. Já tem meu martelo. Eso también no va a precisar. Yo pensaba no preciso, porque aquel tenga alguna cosa. Porque cuatro metros, bajo de 4 metros 20. Así no preciso. No preciso. Ah. Ah, está bien, después vamos a ver mañana cómo es que vamos a hacer. Ya, yeah. Mañana venme. Está bien, sí. Yeah. Que bien, la que cubo hang tam, mọi người. Hang tam, bây giờ lindo la de hablar. Mà trời. Hola, chị chào các bạn, tôi là bạn Zoe. Ừ. Hành tâm bây giờ lên rất là đẹp này. Ở đây giờ bắt đầu nó chia nhánh nhỏ đây đây anh. Ừ. Một củ mới giờ chia thành 3 củ đây này. Hành đẹp, bạn Zoe. Hành đẹp, bonito. Hành đẹp, bonito. Ừ, đẹp hay bonito, tốt. À, tốt. Tốt đây kìa. Bon. Xin, đúng rồi. Bạn Zoe vừa xây về á. Nós não plantamos um bago, né? Agora sai três. Depois sai mais muito. Sim, assim bom. É. Assim bom, assim né? Assim ganha mais. Ganha, né? É. Tudo. Assim, tudo, né? Sim, tudo. Mas hoje eu cozinho bem? Sim, chefe. Vai se fazer o quê? Vai se fritar. Fritar? Hoje o peixe grande é pequeno. Peixe grande, peixe grande. Ninguém reclama mais, porque às vezes tem peixe que é bem pequeno, outro grande. Então, o trabalhador acaba de trabalhar, outro vai ver, é pequeno, vai deixar, vai tirar grande. Então, que é do último, vai tirar aquele prato onde está o peixe pequeno. Hôm nay, đâu bếp nấu ăn, mà cuối cùng là thiếu phân của mình luôn. Cozinha como agora você, não conta você? Chef. Eu se esqueci. Meti pouca água. Meti pouca água. Porque ali contamos pessoal, estamos bem pouco. Então meti pouca água também, se esqueci. Não chegou de um lado. Cozinhei só já outro. Ah, assim só falta molho e funge. Não, molho, tem a molho. No só faltava mesmo só funge. Ah, funge. Assim você não conta você. Vou contar você. É cozinheiro. Vai falhado, já? É, você foi até. Só um pouco, afinal os cozinheiros mesmo também se esquecem mesmo. Dizem quando está a cozinhar, primeiro serve já do cozinheiro, afinal tu se esquece mesmo, chefe. Yeah. Tá bom. Você vai junto com Antônio Coisa, já? Para acabar o gengibre, já? Sim, sim. Bên này là su hào nè mọi người, su hào thì bữa nay nó cũng lên đẹp rồi này, cũng hình thành củ này, Abel. Hola, xin chào, tôi là Abel.
Đấy, Ranga Cuidado á. Si, si, bố. Này, chú hào này mọi người. Đấy, chú hào bây giờ là củ nhìn khá là đẹp này này. Hy vọng là nó sẽ không bị hư như năm ngoái ấy. Năm ngoái mình cũng có trồng một đợt nhưng mà kiểu nó củ nó cứ bị thối á mọi người. Cái lá thì nó bị sâu ăn nhiều. Está bonito, né? Sí, sí, está bonito. Sabe su sama qué? No, no. Su hao. Su hao. Su hao. Su hao. Ừ. Đây, hôm nay là nhà mình sẽ tiến hành đào cái phân gương nha mọi người. Gương bữa nay là nhìn cũng già đây này. Đấy, chẳng hạn như đây này. Cái củ của nó bây giờ mình như này là mình mới bẻ ra ấy, thì là thấy kiểu như nó có những chỗ nó bây giờ nó kiểu dạng như kiểu nó có sớ ở trong đấy mọi người. Đấy, nên là mình nghĩ là ra rồi, vừa tâm đấy đấy. Nó đào thôi, tiến hành đào và để mà nhân giống ra trông đi chỗ khác ấy. Vamos, ta vào. Mỗi bụi thì nó có củ được như thế này đây này. Tên cái cá vào lá đúng. Đấy, cuidado á. Ê. Ồ, patio. Cái đấy là rễ đấy. Đá xu. Mũi tu nè, bạt rơi. Bạt rơi cá va. Con Antonio, yo voy cota ya. Đây một củ nè, giới thiệu sản phẩm gương của nông trại Tuấn Hiệp TV nè. Một bùi nhiều nhỉ? À. Bạn ơi, ui uza cosa ensada uza isu đi até quando. Vai. Ông lấy đi lấy giáo cho thế này thì để biết đến khi nào. Đấy để ba gái á. Ừ. Một bùi mà giờ nó tách ra phía bên này một nửa bên này nữa này. Ừ. Chẳng hạn như thế này ở ngoài chờ là nó bán cái này tầm khoảng 500 quán. 500 quán này này. Antonio, ¿eso la vende cuánto en la plaza? Plaza así, así, así le vende 300. Así. Đấy, nhỏ bé tí như thế này mà bạn ấy bảo là chờ là bán 300 quán này. Así, 300. Sí, 300, así. Đấy, thì chỗ này nó phải hơn. Ở đấy thì phải 788 à. Mà thực ra là nó rất là đắt đấy mọi người. Anh biết không, lúc đó là em chỉ có trồng một bùi lên một ngành như thế này thôi này. Đây, đây là củ cải đây mọi người. Cái bây giờ đào lên được như thế này này. Thơm nhỉ? Dạ. Cái gương này là cái giống gương nhỏ nha mọi người, chứ không phải là cái loài giống gương to như người ta bán trên siêu thị ấy. Ở trên siêu thị cái loài giống gương đấy thì nó rất là to luôn. Hình như đâu là giống của Trung Quốc hay sao ấy. Còn đấy là cái giống mà mình mua ở ngoài chợ ấy. Hình như gương này gọi là gương sẻ vậy. Ừ. Bạn sẽ cuidado á, bạn tiêu á. Sabe o no sabe, señor? Sabe. Agora cavalo não sabe fazer que mais? Đấy, những củ này nó đang còn non không? Không non nào đâu anh. Gương như thế này là ra đấy đấy. Như thế này là mình bắt đầu nhân giống ra được đấy. Em muốn trồng thêm khoảng tầm chục luống luôn. Hình như đợt trước là em mua có từng này này, đã trồng được một luống này. Từng này thôi à? Dạ. Bởi vì một luống mình chỉ có bè một nhánh nhỏ thế này thôi mà. Này ra được một luống, một bùi mà, tầm này thôi. Hôm trước là Mimi là bảo là mua từng này giống này mọi người. Đấy. Phải hơn đấy em ạ. Không, chắc là hơn một tí thôi chứ không hơn nhiều đâu anh. Đấy, bây giờ xem thử là sẽ thu hoạch được bao nhiêu nha. Từng này nhà mình trồng cũng khá là lâu rồi đấy. Em nghĩ là phải được một sọt đấy. Một sọt này thì khả năng là được chứ. Cái gương này thì trồng mấy tháng rồi nhỉ? Hình như là khoảng 4-5 tháng đi rồi đấy. Gương này trồng lúc nào mình cũng không nhớ đấy. Nhiều việc quá. Antonio, về. So uma bagua sim. Sai uma sim. Ta cùng. Você sabe isso quem planta? Não. Eu. Mal é bom, né? Tudo ela fala, tudo ela é bom.
Cojo morreu, tudo cojo e fala eu. Hã? Leva giấy, não tá bom, né? Tá bom. Você fala eu bom e não bom? Hã? Eu não vi, chefe, planta, como falar bom? Agora tá aqui, já não viu, mas agora já tá aqui pro YouTube, né? Agora é fé, chefe. Sim. Nunca chefe plantar. Mas tu não sabe nada. Gigi Biri aqui compra pouco, né? Compra muito, né? Compra o mesmo boi. Compra boi. Compra bebê boi. Sim. Eu tô fazendo medicamento, tudo. Eu tenho comida. Isso, comida, metendo comida, tá bom? Sim. Peixe, vai lá no peixe. Temperatura, né? Thì bên này là hành lá nha mình này, hành nhiều hành hướng ấy. Đấy, hành hướng bữa nay là hơi bị đẹp luôn đấy, đều anh nhỉ. Ừ, cỏ nó mọc nhanh quá, rất là đều. À, bạt rơi nó pa tiêu nhá, thì các con đi đủ nó pa tiêu bên bi kén nó bi kén nữa nhá. Não, fica grande. Você partiu por quê? Estava colado com a lama, está colado. Isso é uma? Uma sai assim? Não, não é uma. É muito mesmo. Não, disse que você cava um, chega assim muito? Era dois. Isso é aquele grande, se só um fosse... Só um, né? É. Com aquele? Sim. Một bùi mà nó được nhiều thật đấy. Không cứ ở đây nó vẫn này, này. Vẫn chất lượng ấy, hình ảnh như thế này đấy, đây là cái củ môi ấy mọi người, mà nó ra được như thế này, với cả một phần ở phía bên kia là nhiều đấy, mũi tu ấy, rất nhiều, được có một khoảng như thế này mà được nhiều thế này rồi, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, mũi tu, mũi tu pha là rất nhiều. Ratio, muito. Antonio fala. Ratio. Ratio. Ở bên này họ đọc cái chữ R mọi người là rất là khó đọc luôn. Nào Jojo. Ông này thì chuột ngay đấy. Bây giờ để cho các bạn thu hoạch ở đây, mình sẽ đi review một vòng quanh nông trại nha mọi người, xem thử coi là ở phía sau kia thì bắp cải nó lên được như thế nào, rồi cà chua như thế nào nha mọi người. Này. Hiện tại thì ở chỗ này này là cái khu vực mà mình trồng rau xà lách, cái lửa sáu ấy, đợt sáu ấy, bây giờ thì nó cũng lên được như thế này đây. Đấy, tầm tầm như thế này, này. Khoảng tầm độ là một tuần nữa là có thể là bán được ở phía trước này. Đấy, còn ở phía sau kia là cái khu vực mà mình cho trồng cái bắp cải với cả cà chua này, rồi thì ớt cái đồ này nó ấy, thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cho mình review cho mọi người xem nè. Ở phía sau này thì là cái khu vực mà mình cho trồng bắp cải này mọi người. Đấy, bắp cải bây giờ thì nó cũng lên khá là đẹp, một số chỗ ấy thì nó rất là tốt, còn một số chỗ ở giữa như mình chia sẻ bữa trước ấy là kiểu như nó còn được úng ấy, ở phần này này. Đấy là cái cây cải nó không lên được tốt như ở cái phần này. Đấy, cái phần này thì hiện tại thì nó lên rất là to đấy, nhưng mà kiểu nó vẫn bị xấu á mọi người. Đây này, nó lên được to như tầm này đây đấy, nhưng mà mùa này nó kiểu như nó không có lành lắm nên là nó không cuồn hay sao ấy, hầu như là cây nào cũng to và có cái hiện tượng bị xấu rồi mọi người. Bị xấu nó ăn ở trung tâm chính giữa đây này. Còn bên này là cái khu vực trồng cà chua. Cà chua thì cũng như cái bắp cải ấy, là ở cái khu vực giữa này thì nó lên không có đều, nó cấy nó không được tốt đấy. Còn ở cái khu vực riêng sát về chỗ này thì nó lấy rất là tốt này. Hiện tại thì là cũng cấy bắt đầu có quả đấy. Ở đây này chẳng hạn như đây là nó đã lên được những quả như thế này đây này. Đấy, rất là to luôn. Hy vọng là đợt cà chua này nó sẽ năng suất hơn đợt cà chua năm ngoái. Hầu như là những cái cây cà chua này là đều ra hoa và có quả hết rồi nha mọi người. Đấy. Nhà hàng như đây này. Ở bên này cũng vậy này. Đấy.
cà chua nên quả khá là sai đấy. Hy vọng mùa này thì cà chua nó sẽ đầu ấy mọi người. Năm ngoái thì rất là sai nhưng mà lại gặp cái trường hợp là mưa nhiều quá ấy, thì cà chua nó cũng bị thối hết mọi người. Nó thối và nó không được đạt năng suất lắm. Nhưng mà về cái quả thì nó rất là sai luôn. Ở đây cũng là cái khu vực mình cho trong bắp cải này. Đấy, chỗ đoạn này thì rất là tốt luôn này. Rất là tốt và đẹp. Còn cái phần ớt ấy thì bây giờ nó cũng lên, bắt đầu xanh ấy. Cái cây ớt này bắt đầu nó xanh lên, lá nó lên đẹp và cái cây nhìn nó xanh, nó tươi đấy. Mấy ngày trước đấy thì nó có cái hiện tượng là kiểu như ở dưới lá, ở dưới gốc nó vàng và nó kiểu như úa mọi người, nhưng không được đẹp lắm. Còn bây giờ thì nó lên khá là đẹp rồi. Đấy, sau này thì cỏ nó mọc cũng rất là nhiều luôn, nhưng mà mình cũng chưa có cái thời gian để mà cho các bạn làm ấy, tại vì đợt này là đang tập trung vào đào hồ ấy mọi người, nên là cái phần cỏ này mình cũng tạm thời thì cho các bạn ấy làm từ từ. Bữa hôm thì cũng có trồng một số cây mía, vài bụi mía cho vui vui chơi chơi mà bây giờ nó lên rất là tốt luôn. Này nó kiểu như nó mọc một bụi ấy, nó mọc được khá là nhiều thân luôn này. Rất là nhiều mầm luôn đấy. Này, đấy. Những cái bụi này là khoảng phải hơn chục mầm này. Mà vẫn đang còn những cái mầm nhỏ là nó đang bèn bèn lên này, đang nhú lên đấy. Kiểu như mía thì mình trồng ở sát cái bơm mương này này. Đấy, mương ở chỗ này thì nó có cái độ ẩm nên là cái cây mía nó cũng phát triển khá là ok. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Vườn nhà mình ngày hôm nay thu hoạch là được từng này mọi người này, được hai cái sọt này, hai lưng sọt đấy. Đấy, mũi tôi này bà dây. Sẽ phải mũi tôi. Mũi tôi cũng bu. Mũi tôi đây là rất kìa. Đấy, ở hai cái sọt này bán thì chắc là được khá là nhiều tiền đấy, nhưng mà nhà mình không bán đâu mọi người. Cái này thì kiểu như nhà mình để làm giống ấy, cho cái vụ sau ấy. Trong hết từng này thì có lẽ là tha hồ luôn, chứ không có... trong cổ đất mà trồng, chứ còn trứng này thì đúng là rất là nhiều giống luôn. 500 quan đây. À xin nhé, kinh nhận tôi nè. Xin, cả đa caixa, xin 30.000, 60.000. Isso, 30.000. 60. 60, cada caixa 30. Verdade? Ah, verdade. Né, Antônio? Sim, é muito dinheiro, chefe. Ah, é? Từng này gừng thì sang năm thì mình sẽ cho trong toàn bộ giống luôn ở cái khu vực khác các mọi người. Đấy, xong rồi đấy thì mình mới bán, chứ còn cái này mình để làm giống thôi. Yeah. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video đây để cho các bạn ấy đi làm cái công việc tưới rau nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo của Tuấn Hiệp TV nha. Xin chào. Xin chào.